Hello, chào anh em nha. Quá trời xe đẹp luôn anh em. Còn mấy xe đây cập nhật mấy xe bảo dưỡng cho anh em mình xem đi. Con Atis đi sớm giờ nè, đi Atis sớm giờ đi mua xe. Mua được mấy xe đẹp đẹp. Atis này là Atis G đời 2.1. Máy 1.8. Luôn được xíu với tay. Máy 1.8 anh em nha. Xe này đang để cho anh em mình giá cũng cực kỳ rẻ và yếu dấu luôn. Xe này để cho anh em mình có 145 triệu thôi anh em nha. Bản G ABS túi khí ha. Ở đây mình có con Captiva của mình nè anh em nha. Biển Bến Tre luôn nè anh em. Có 175 triệu thôi. Rất là đẹp anh chị nha. Xe này đang bỏ dặm sơn, mới vừa đăng kiểm mới hôm qua. Đó, đăng kiểm 81/2024 luôn. Tha hồ anh em mình sử dụng nha. Để anh em mình có 175 triệu thôi. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu luôn. Máy số gầm ngon sơn xi, khỏi phải chê. 4 mâm 4 cái vỏ mới luôn. Đó, dàn ghế là ghế điện nè anh chị nha. Ghế là ghế điện nha. Đó, túp lô túp ly rất là đẹp anh chị nha. Điều hòa auto bản đủ số sàn. Trần nỉ riêng theo xe, vô lăng ABS túi khí đầy đủ, máy số gầm ngon, túp lô túp ly khỏi phải chê anh chị nha, rất là đẹp nha. 175 triệu Innova 2013 form 2010-15 anh chị nha. Em này thì cũng còn rất là mới, 4 mâm 4 vỏ đẹp, chất xe rất là ok, có 265 triệu thôi. 2013 form mặt quỷ anh chị nha. ABS túi khí nó là bản đủ anh chị nha. Dòng này 2013 nó có bản thiếu và bản đủ nha. Bản thiếu là không có ABS nha. Em này có ABS và có hai túi khí luôn. Đó, tích hợp xi-an gương đăng kiểm tới 5 sao luôn anh chị nha. Chất xe rất là liền lạc và sơn xi rất là mới nha. Anh em mua về đi ngay anh chị nha, có 200 mấy chục triệu thôi. Che nắng che mưa anh chị nha, màn Android nè anh chị, vô lăng tích hợp. Ở vô lăng chỉ tích hợp nhầm lộn. Tích hợp là vô lăng của con xe Innova tự động mới có nút tích hợp anh em nha. Đó, anh em nhìn nè, dàn trần green nè, rất là đẹp, dàn ghế dàn túp lô cũng ok. Đó. Túp lô túp ly rất là ok anh em nha. Đó, anh em mua về đi thôi. Đang cho về dọn vệ sinh nội thất. 4 mâm 4 vỏ mới luôn à. Rồi cái đây có con Vios của mình nè anh em. Vios này đang dặm sơn nè. Vios này đời 2014 để anh em mình có 255 triệu thôi. 2014 nha. 2014 mẫu mới. Anh em bỏ dặm sơn lại tí xíu chỗ ha. Túp lô túp ly rất là ok nè. Màn hình vô lăng rất là đẹp. Túi khí đầu đầy đủ, màn hình Android 2 túi khí luôn anh chị nha. Túp lô túp ly dàn ghế đã đẹp anh chị. Anh chị mua về sẵn đi. Mấy cái này là dơ anh chưa vệ sinh nè. Vệ sinh cái là đẹp liền nha. Gương kính chỉnh điện gập gương nè anh chị nha. Đó, có 100 mấy chục triệu thôi. Ố lộn, có 200 mấy anh chị ha. Đây sơn nè. 255 triệu ha. Sơn mấy này nè, chày chày nè, sơn lại cho đẹp nè anh em ha. 255, 24 anh em nha. Đăng kiểm tới cuối năm ha. Rồi cái đây có một Civic một chủ nữa nè. Civic một chủ mới về anh chị nha. Một chủ từ đầu, biển 4 số. Xe bản 2.0, bản đủ, xe rin không lỗi anh chị nha. Đó. Đẹp lắm anh chị nha. Đăng kiểm tháng 4/2024, cửa sổ trời 2.0, bản đủ 250 triệu anh chị nha. Civic tự động bên mình còn 4 xe anh em qua lựa nha. ABS nè, túi khí nè, màn Android nè, điều hòa nè. Vô lăng trợ lực rất là đẹp anh chị nha. Củ số rất là ok luôn nè. Trần riêng theo xe luôn nè anh chị. Dàn ghế, dàn bọng rất là mới và đẹp nha. Anh em mua xe này về đi ngay. Xe được trang bị áp suất lốp, cảm biến gia. Vô lăng tích hợp 2.0 nữa, nó sẽ chạy tiết kiệm hơn máy 1.8. Cái đó là hiển nhiên nha. Anh em nhiều anh em mình không biết, cứ nghĩ là máy lớn là hao xăng, không phải đâu nha. Đó là suy nghĩ sai lầm nha. Không phải người nào bự con là người đó làm nhiều nha. Có những người nhỏ con nhưng mà rất là lực, làm rất là dữ. Không. Đó. Biển số 4 số một chủ, chất xe đẹp tuyệt vời nha. Xe này để cho anh em mình 250, 27, 2.0 bản đủ. Anh em quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 3371 nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Em cảm ơn em mình nhiều. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha. Anh em đừng quên bấm follow kênh của em từ ở fanpage và YouTube là ô tô Nguyễn Thịnh Bến Tre anh em nha. Cảm ơn anh em mình rất nhiều và hẹn gặp anh em clip sau nha anh em ơi.